để tiếp tay với Ủy ban gây quỹ giúp người tị nạn định cư ổn định đời sống của những thuyền nhân tị nạn đến Canada trong muộn màng và trang trải các chi phí chuyển vận, nhập cư. Hôm Chủ nhật ngày 30 tháng 11 lúc 6 giờ chiều, Trung tâm Văn hóa Phật giáo Pháp Vân đã tổ chức buổi cơm chay gây quỹ với sự tham dự của hơn 600 đồng hương. Trong diễn từ khai mạc, Thượng tọa Thích Tâm Hòa, Chánh trụ trì Chùa Pháp Vân đã trình bày sơ lược tiến trình vận động cho 105 thuyền nhân và cảm ơn các đồng bào Phật tử đã yểm trợ tài chánh trong thời gian qua và các thiện nguyện viên đã góp sức thực hiện buổi cơm chay gây quỹ. 105 thuyền nhân cuối cùng còn kẹt lại tại Thái Lan trong suốt 25 năm. Thì cuối cùng là chính phủ Canada đã hứa cả bảo trợ cho những người đã qua, nhưng với điều kiện là cộng đồng thì chúng ta phải đứng ra để đảm trách phần phụ, từ lo cái máy bay đến khám sức khỏe cho đến xin visa, và kể cả khi họ định cư thì chúng ta phải bảo trợ luôn phần thuê nhà và tiền bảo hiểm y tế, như tiền ăn uống và tiền xe bus, tất cả mọi cái chi dùng các đồng bào của chúng ta. Thì chính phủ Canada họ yêu cầu chúng ta bảo trợ một năm, nhưng trong điều kiện rất là khó khăn, cho nên chúng ta vận động tất cả đồng bào khắp các nơi cùng một tay để tiếp sức để giúp cho những người. Thượng tọa Thích Tâm Hòa cũng nhắc đến một ân nhân của cộng đồng người Việt Canada, cựu Tổng trưởng Di trú và Công dân vụ, hiện là đương kim Tổng trưởng Phát triển Nhân dụng và Xã hội ông Jason Kenney, đã thay đổi chính sách di trú 3 lần đặc biệt chấp thuận cho người tị nạn chính trị được đến vùng đất tự do, trong đó có một lần chuẩn thuận cho người Tây Tạng nhập cảnh Canada và 2 đợt còn lại dành cho thuyền nhân người Việt tị nạn tại Phi Luật Tân và Thái Lan. Dạ thưa, con xin chào thầy và xin thầy cho khán thính giả của SBTN biết là ngày hôm nay tuy là cái cuộc gây quỹ tổ chức vào ngày Chủ nhật, nhưng mà cái sự hưởng ứng của đồng bào mình như thế nào và cái cảm tưởng của thầy ra sao? Hôm nay là cái buổi cơm chay gây quỹ để giúp cho các đồng bào thuyền nhân của chúng ta từ Thái Lan đến lần thứ nhất và lần thứ nhì, tổng số là 25 người được đến tại Toronto này. Đăng lý chúng tôi khởi sự làm cái cuộc cơm chay gây quỹ này ở tuần rồi, nhưng vì các Phật tử của chùa bận rộn cho nên chúng tôi giờ lại đến ngày hôm nay để tổ chức. Và cũng qua cái màn ảnh này, chúng tôi xin được gửi lời tri ân đến tất cả quý đồng hương, đồng bào đến để ủng hộ cũng như là gửi tiền và trực tiếp hay gián tiếp để giúp đỡ cho các đồng bào chúng ta được ổn định đời sống, định cư tại đây. Và chúng tôi xin được kính chúc tất cả quý vị được vô lượng an lành, sở cầu như nguyện. Đại diện 25 thuyền nhân tị nạn Thái Lan đã ngỏ lời biết ơn sự giúp đỡ của cộng đồng người Việt Toronto cùng với tổ chức Voice. Tại Toronto và những các hội khác ở Hội đoàn Phong Vân đã mở cái vòng tay nhân ái và giúp đỡ cho những cái thuyền nhân mà kém may mắn, bất hạnh giống như chúng con ở đây được sang tới đất nước, gọi là đất nước hứa mà trước khi mọi người ai đi một viên cũng đều mơ ước, đó là chính là Canada. Và ngày hôm nay cũng không ngờ, chúng con cũng không ngờ 25 năm qua nghĩ rằng đã đóng cửa thuyền nhân, thuyền tốc, cửa cát chạy là nghĩ cuộc đời mình đã hết rồi, nhưng mà không ngờ còn có vòng tay nhân ái và cái quan tâm. Kính thưa quý vị, đứng bên cạnh Khánh Lan là chị Nguyễn Ngọc Vi, là một trong 12 thuyền nhân đến từ Thái Lan trong đợt định cư lần thứ nhì tại Toronto. Xin chào chị Vi. Chào chị Lan. Dạ thưa chị Vi, chị có thể cho quý khán thính giả của SBTN biết là hiện tại bây giờ thì cái đời sống của gia đình chị đã được ổn định hay chưa? Sống và nhà cửa đâu đó xong xuôi rồi, bây giờ còn chỉ còn giấy tờ. Thứ hai này thì hy vọng chủ tịch của Voi dẫn chúng các anh em trong đoàn chúng tôi được đi làm giấy tờ, và sắp tới sẽ được cộng đoàn của người Việt ở đây
giúp đỡ cho chúng tôi có việc làm để cho sau này được ổn định. Xen kẽ chương trình là phần văn nghệ do gia đình Phật tử Pháp Vân trình diễn. Bé Lâm Thị Kim Ly, 11 tuổi, cũng đã bày tỏ sự tri ân tổ chức Voice và cộng đồng người Việt Toronto. Ông Đỗ Kỳ Anh, Chủ tịch Voice Canada cho biết Ủy ban giúp người tị nạn định cư, trong đó có Hội Người Việt Toronto, Cộng đồng Người Việt Mississauga, Chùa Pháp Vân, Thời báo, Voice Canada đã hoàn tất việc cung cấp nơi cư trú cho các tân thường trú nhân và hiện đang xúc tiến các thủ tục hành chính để đồng bào tị nạn có thể hội nhập với đời sống mới. Đặc biệt là Toronto, chúng ta có cái ủy ban gây quỹ, trong đó có Chùa Pháp Vân, Hội Người Việt Toronto, Cộng đồng Mississauga, Thời báo và Voice. Thì các chương trình dịp này xin được cảm ơn tất cả quý vị trong ủy ban và tất cả quý vị mạnh thường quân. Dạ thưa anh, Kỳ Anh có thể cho quý khán thính giả biết là cái tiến triển trong cái vấn đề mà mình lo ổn định đời sống cho 25 đồng bào của chúng ta đến đây sau hai đợt định cư tại Toronto là như thế nào? Dạ, thưa chị Khánh Lan, thì hiện bây giờ đó là mọi người đã tạm ổn định cái chỗ ở. Đồ mùa đông cũng đã có đầy đủ. Hiện vẫn còn thiếu một vài cái giường. Đồng thời thì làm giấy tờ như social insurance number, mấy cái OHIP card, mấy cái đó là đã lo gần xong. Có lẽ trong tuần sau thì tất cả mọi người sẽ làm đủ cái giấy tờ. Và sau đó nếu mà người ta muốn đi làm thì mình cũng có sẵn một vài cái công ăn việc làm để chúng ta có thể giới thiệu cho quý đồng hương chúng ta đi làm nếu người ta muốn. Và cũng như là trong những cái thời gian đầu đó thì Voice Canada sẽ phụ giúp với những cái quý anh chị mới đến
để mình lo cho người ta chỗ, nghĩa là tiền ăn ở trong vòng vài tháng đầu. Thì hiện bây giờ mọi thứ đó đã lo cũng tạm ổn. Muốn kêu gọi quý vị kính thưa quý vị, cho đến giờ phút hiện tại thì theo ban thư ký đã cho chúng tôi biết là số tiền quý đồng bào đã đóng góp tại chỗ là 13.500, và kể từ chùa Pháp Vân, kể từ khi chùa Pháp Vân khởi sự kêu gọi đồng hương đóng góp thì họ đã gửi về trước khi chương trình gây quỹ ngày hôm nay bắt đầu, đó là 22.700. Và trong hội trường ngày hôm nay thì chúng tôi nhận thấy có khoảng trên 500 đồng bào đã đến đây và tham dự, thì cho thấy cuộc gây quỹ ngày hôm nay rất là thành công tốt đẹp. Khánh Lan tường trình từ chùa Pháp Vân xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại trong những chương trình kế tiếp.